săn tìm hàng độc, shop house sát biển, khan hiếm shop house ven biển. Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu làm quen với khái niệm shop house, loại hình nhà phố thương mại vừa ở vừa kinh doanh. Theo JLL Việt Nam, từ năm 2016, nhà phố thương mại hạng sang bắt đầu xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, tiêu biểu như dãy nhà phố thương mại ở KDT Sa Lơ của CDT Đại Quang Minh, hay dự án King Crown Villa G mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền. Thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, VNREA qua các năm cho thấy, phân khúc shop house có doanh thu từ cho thuê lên tới 8-12% trên năm. Với lợi thế được sử dụng lâu dài, có mặt tiền lớn để kinh doanh, nằm ở vị trí thuận lợi như đông dân cư hoặc đông khách du lịch, nên shop house ngày càng được ưa chuộng. Nếu như khoảng vài năm trước các chủ đầu tư tập trung phát triển shop house tại thành phố lớn, các khu đô thị đông dân cư, thì gần đây thị trường ghi nhận một làn gió mới từ việc đầu tư và xây dựng shop house nằm trong khu du lịch, nghỉ dưỡng ở các điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc, Hạ Long. Thực tế cho thấy tỷ lệ shop house trong một dự án du lịch, nghỉ dưỡng thường chỉ chiếm 3-5% tổng sản phẩm, trong đó chủ yếu là shop house gần biển. Phần diện tích đất vàng sát biển vẫn được nhiều chủ đầu tư ưu ái dành cho biệt thự nghỉ dưỡng. Sau thời gian shop house gần biển trong các dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn luôn có tính thanh khoản tốt, khoảng trên 80%, thì xu hướng này bắt đầu nhường chỗ cho cuộc tìm kiếm loại shop house sát biển. Đây được coi là sản phẩm đáng giá nhất hiện nay khi sở hữu lợi thế view biển trực diện, yếu tố không thể tốt hơn để kinh doanh dịch vụ. Shop house sát biển cũng có khả năng tăng giá cao hơn hẳn. Giá trị gia tăng của shop house gần biển ở Nam Đảo đạt tối thiểu 20% chỉ sau khoảng 6-9 tháng. Con số này sẽ cao hơn đối với shop house sát biển, thậm chí không có hàng mà mua. Anh Quang Đạt, nhà đầu tư ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, không chỉ kinh doanh dịch vụ cực tốt ở tầng 1, loại shop house sát biển còn dễ dàng biến tấu thành mini hotel ở các tầng trên, giá cho thuê các phòng view biển tất nhiên cũng cao hơn. Như tại dự án Super Mia Villa G Primavera, các shop house chạy dọc bên bờ biển, giật cấp theo nhiều cao độ khác nhau, với ý tưởng đưa khu vực ga đi cáp treo Hòn Thơm này trở thành một thị trấn du lịch thu nhỏ tương tự như thị trấn Amalfi xinh đẹp, thuộc nước Ý bên bờ Địa Trung Hải. Từ khung cửa sổ hay ban công của căn nhà phố có thể ngắm nhìn biển xanh lam ngọc êm đềm, những cabin cáp treo Hòn Thơm đưa du khách lướt nhẹ trên không trung đến tổ hợp giải trí Sungwoo Hòn Thơm Nature Park. Tôi tìm cả năm nay mới được sản phẩm shop house ưng ý, có vị trí kinh doanh tốt kề bên ga đi cáp treo Hòn Thơm. Nguyên tắc là shop house phải tiếp cận dễ dàng với nguồn khách lớn, vị trí này đáp ứng điều đó. May mắn nữa là tôi mua đợt này với chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% trong 18 tháng, tiết kiệm được một khoản rất lớn lên đến cả tỷ đồng so với vay ngân hàng lãi suất thương mại. Chị Minh Hằng, nhà đầu tư tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói, giải trí phong cách Ý trên đảo Ngọc, không những hiếm về vị trí sát biển, shop house Super Mia Villa G Primavera còn khác biệt so với các sản phẩm shop house khác, ở chỗ cả dự án được kiến tạo trở thành một tổ hợp du lịch, giải trí sôi động nhưng vẫn đậm chất Ý lãng mạn bên bờ Tây Nam đảo Ngọc. Để làm được điều đó, chủ đầu tư Sungwoo đã thiết kế khu trung tâm Center Villa G đẳng cấp với vô số tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Muốn check-in như đang đứng ở TP Venice thơ mộng của nước Ý, chỉ cần đến tháp chuông cao vút với màu gạch đỏ mô phỏng tháp chuông trên quảng trường San Marco. Các tín đồ mua sắm có thể thỏa sức tiêu tiền đến cạn ví khi lạc vào trung tâm thương mại lớn tại đây với vô số nhãn hàng từ sang chảnh tới bình dân. Trải nghiệm ẩm thực Ý hay hải sản tươi sống ven biển cũng đầy đủ ngay tại khu vực này. Bên cạnh đó còn có bể bơi sát biển, bãi biển rộng với các câu lạc bộ sôi động suốt đêm ngày. Bãi biển trung tâm dự án cũng sẽ trở thành nơi bắn pháo hoa, tổ chức các sự kiện, lễ hội hoành tráng trong tương lai không xa. Nằm ngay gần Sungwoo Hòn Thơm Nature Park, nên các lễ hội lớn đã từng được Sungwoo tổ chức thành công trên cả nước hứa hẹn sẽ được đưa về đây, như lễ hội Carnival, Vũ hội Ánh Dương. Bằng cách này, Super Mia Villa G Primavera còn là điểm phải đến của du khách khi đặt chân lên đảo Ngọc Phú Quốc. Có thể thấy rằng, hiếm có sản phẩm shop house nào được chủ đầu tư kỳ công về thiết kế kiến trúc như dự án này. Mang đậm chất Địa Trung Hải phóng khoáng, các shop house đa sắc màu còn được tô vẽ tỉ mỉ bằng kỹ thuật thi minh giả cổ độc đáo. Chỉ cần men theo các con phố nhỏ uốn lượn, xà vào các cửa hàng, cửa hiệu bên trong những căn nhà phố như tồn tại từ nhiều năm nay đã là một tour trải nghiệm ngốn cả ngày trời của du khách. Nói như vậy để thấy shop house ngày càng được đầu tư lớn, vượt ra khỏi mục tiêu chỉ để bán, kinh doanh. Dự kiến cuối năm nay, shop house Super Mia Villa G Primavera sẽ được bàn giao cho chủ nhân đưa vào kinh doanh dịch vụ. Khi đó loại shop house thuộc diện hàng độc này sẽ bắt đầu được kích hoạt, sớm đem lại nguồn doanh thu lớn cho chủ nhân.
Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.